À, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với video clip tiếp theo của mình nhá. Và đến với cái video của ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho anh em một công thức bắt cầu. Đấy, anh em lấy điểm gần nhất, tức là điểm mới nhất bên phải, cộng với điểm xa nhất, tức là điểm cũ nhất bên trái. Xong vẫn là một cái kết luận là chẵn tài lẻ xỉu, cậu thuận, chẵn xỉu, lẻ tài là cậu nghịch. Đấy, thì bên nào có tỷ lệ ra cao hơn thì ta sẽ theo bên đó nhá. Ok, ví dụ nhá, mình sẽ lấy là 17 cộng 8, 17 cộng 8 là bằng 25, 25 là một số lẻ. Lẻ để xem kết quả là trả tài hay là trả xỉu, để chúng ta sẽ theo cầu lẻ trả xỉu anh em ơi. À không đổ hũ anh em ơi, may may mà không đổ hũ đấy. Không đổ hũ thì mình có cơ hội để mà mình săn cái hũ bốn bốn tỏi này anh em ạ. Đấy, cầu đang có thiên hướng là cầu thuận anh em nhá, cầu đang có thiên hướng là cầu thuận lẻ trả xỉu. Tiếp tục mình sẽ lấy con xỉu 3 ở đầu bên phải cộng con tài 11 ở đầu bên trái. 3 cộng 11 là bằng 14, 14 là chẵn chẵn mình đánh tài thế này anh em nhá. Thì với cái số vốn 25 củ này thì tay này mình sẽ làm một tay là 2 củ này, 6 lít này, 16.000. Rồi, làm một tay 2 củ 6 nha anh em mình. Ok, và chúng ta cùng chờ đợi kết quả của phiên chơi ngày hôm nay. Rồi, đó, vẫn là với cái cách đi vốn là bằng 10% so với tổng số vốn của mình. Chắc ăn thì đánh to, không chắc ăn thì đánh bé, nguy hiểm thì không đánh. Và trường hợp mà mình bị gãy ấy, tay tiếp theo thì mình vẫn sẽ cố gắng là có thể là mình sẽ đánh vốn to hơn để mà mình bảo toàn lãi, để đánh ở những tay tiếp theo nó sẽ chơi ở cái hướng an toàn anh em nhá. Ok, và ta sẽ có kết quả được trả ra được, đó là 55 bố. 55 là bố, đã đánh tài lặn ra 55 là bố rồi. Đánh tài mà lặn ra 55 hay là 64 là bố. Chơi game tài xỉu chỉ cần thế thôi anh em ơi. Đấy, tiếp tục nhá. Tiếp tục chúng ta có gì đây? 14 cộng 9 mà là bằng 25. 25 mà lẻ lẻ trả xỉu anh em ạ. 25 mà lẻ lẻ trả xỉu, anh em đi cho mình một xỉu tại đây. Ta này mình làm một tay là 2 của 2. Đấy. Làm một tay 2 của 2 đi. Làm con 3 số 2 đi. Ok. Thêm 20 nữa đi. Cho tứ hai luôn đi. Cho nó đẹp. Rồi. Và mình đang bắt cầu theo thiên hướng là cầu thuận anh em ạ. Tức là lẻ trả xỉu, chẵn trả tài theo cầu thuận. Cầu ở mấy đợt dưới đây là nó cũng theo cầu thuận. Đấy. Ok. 13 cộng 9 23, 23 là lẻ lẻ trả xỉu nhá. Đuôi 135 79 là xỉu. Còn lại 024 68 thì nó là chẵn nhầm. Ở 135 79 là lẻ, còn lại thì nó là chẵn. Chúng ta sẽ quy ước theo cầu thuận nghịch để mà chúng ta bắt cầu tài hay là cầu xỉu cho nó hợp lý. 51 giờ 1 bố tiếp một tay nữa cho anh em mình. 51 giờ 1 bố tiếp một tay nữa cho anh em mình. Đấy. Và tay tiếp theo thì sao? Tay tiếp theo thì mình vẫn sẽ thị phạm cho anh em một cái phiên nữa nhá. Rồi, thị phạm cho anh em một cái phiên nữa. 7 cộng với 12, 7 cộng 12 bằng a. Tay này thì là 7 cộng 12 là bằng 19 anh em ơi. Mình sẽ chỉ cho anh em này, 7 cộng 12 là bằng 19. Đấy, tuy nhiên 19 là một số lẻ và nếu là lẻ thì anh em sẽ phải đánh xỉu theo cầu thuận, chẵn tài là xỉu. Mà nếu như chúng ta đánh xỉu thì chúng ta sẽ bắt gãy. Đây là cầu 11 anh em nhá. Đây là cầu 11 thì cầu 11 là một dạng cầu cơ bản. Đó. Thì khi mà cầu đi theo cái dạng cầu của game thì chúng ta sẽ phải lên theo cái đường cầu của game anh em ơi. Cho nên là mình có lời khuyên cho anh em, đấy là tay này là chúng ta lên là không đánh. Tay này lên không đánh anh em ơi, không lên dây dưa với nó anh em nhá. Đấy. Tại vì là chúng ta đang đánh theo cái thiên hướng nó là đánh an toàn. Chúng ta đánh an toàn anh em ơi. Đấy, thì chúng ta sẽ theo là xem là cầu đang đi cầu. Cầu đang đi cầu. Rồi. Cầu đang đi theo phương pháp anh em ạ. Cầu đang đi theo phương pháp chứ nó không đi theo cầu 11. Đấy. Khi mà chúng ta gặp những cái dạng cầu của game ấy, chúng ta sẽ phải cân nhắc theo cái dạng đường cầu của game hay là theo phương pháp. Thì phương pháp đang chuẩn rồi, tay tiếp theo mình sẽ bắt tiếp tục mình sẽ bắt theo phương pháp nhá. 7 cộng 12 là bằng lẻ lẻ trả xỉu cầu thuận. Tiếp tục 10 cộng 12 là chẵn chẵn trả tài anh em nhá. 10 cộng 12 là chẵn chẵn trả tài. Tay này mình sẽ làm một tay là một củ 2 lít anh em ơi. Mình sẽ đánh theo cái phương pháp là bảo toàn lãi. Ok. Nếu mà mình vào một con tài tại đây ấy, thì mình có là sao? Đó là đầu tiên 10 cộng 12 là chẵn chẵn trả tài này. Đấy. Rồi, và đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai mà khi mà cầu đang đi cầu 11 ấy, cầu đang đi cầu 11 mà nó gãy ra đuôi xỉu. Mình đã nói rồi, đấy là cầu 11 mà gãy ra đuôi xỉu thì tỷ lệ tay tiếp theo ra một con tài sẽ rất là cao. Đó. Tay tiếp theo sẽ gãy ra một con tài rất là cao. Cho nên là tay này có tỷ lệ ra tài là khá là ok. Tuy nhiên là mình đang còn lãi trong cái phiên chơi của ngày hôm nay rồi. Đấy.
Cho nên là mình sẽ vào vốn bé để bảo toàn lãi của mình. 6, ôi không được rồi. Đánh tài mà ra xỉu 5 anh em ơi. Đánh tài ra xỉu, xỉu 10 nhầm. Đánh tài mà ra xỉu 10 nghe hơi buồn á, cầu kép anh em ơi. Cầu kép à? Cái này mình vẫn sẽ tiếp tục mình bắt cầu nghịch. Đấy, tức là 10 cầm 10, à cầu thuận 10 cầm 12 là bằng 22, 22 chẵn chẵn trả tài. Cầu kép thì nó cũng gãy ra tài nữa. Tay này đi tiếp món tài nhá. Tay này đi tiếp món tài nhá. Tay này mà gãy chịu. Tay này mà gãy tốt nhất là thôi, là gọi là dừng có chơi mà bảo toàn lãi cho nó lành. Đó. Như mình đã nói với anh em rồi. Đấy là khi mà anh em chơi game thì chịu ấy. Em thấy khó quá, tốt nhất là anh em nên nghỉ. Mục đích hôm nay là mình cũng lên chia sẻ cho anh em một cái phương pháp bắt cầu anh em ơi. Và ở cái phương pháp này thì mình cũng biết là những cái khung giờ, những cái khung giờ chơi thì nó cũng sẽ, phương pháp nó cũng sẽ có độ hiệu quả khác nhau. Đấy, nhiều khi là nó phù hợp với cả phương pháp này vào khung giờ này, nhưng mà có thể là nó sẽ phù hợp phương pháp khác. Cho nên là mình mới đưa ra cho anh em một cái lời khuyên, đó là biết thật nhiều phương pháp là càng tốt. Đấy, chúng ta sẽ linh hoạt trong cái việc là bắt theo phương pháp. Và tay này thì đánh tài mà trả xỉu ấy thôi. Nhưng mình đã nói thì thế thì thôi, tốt nhất là, tốt nhất là lên, lên đi. À cầu bài xỉu à, làm tay nữa cho anh em mình nhá. Nói thế chứ làm tay nữa cho anh em mình vậy. Đã đi một con xỉu nữa. Đã ra cầu bài xỉu thì thôi, đi tiếp cầu bài xỉu đi. Cái tay này đi nhẹ một tay một củ nhá. Đi nhẹ tay một củ anh em ơi. Đi nhẹ một tay một củ. Đó. Theo cầu bài xỉu. Coi như là cho anh em tham khảo luôn. Cầu hôm nay nghe hơi xấu. Nó đang đá theo thiên hướng là cầu nghịch rồi, đang chuyển hướng cầu nghịch anh em ơi. Tay này mình vào xỉu thì mình vẫn sẽ tiếp tục đi cầu nghịch thôi. Đấy là 4 cộng 12 là bằng 16. 16 là chẵn chẵn trả xỉu. Cầu nghịch đấy mình bắt luôn là cầu về xỉu. Tay này mấy tay này bắt lôi tài mà không được thì nó có tỷ lệ ra cầu cầu về xỉu khá là cao anh em ạ. Đó. Rồi, anh em mình cùng chờ đợi kết quả của phiên này nhá. 2 3 là bú rồi. Đấy, thế là cầu đi cầu bè xỉu anh em ơi. Rồi ok, thì chắc là mình cũng sẽ xin phép anh em là mình cho rút tại đây thôi. Đấy, hôm nay lên chia sẻ cho anh em một cái phương pháp bắt cầu này. Khá là hay ho. Một cái phương pháp bắt cầu khá là hay ho anh em ạ. Đó. Rồi và chắc là mình cũng sẽ cho rút tại đây thôi. Đấy. Thì nếu anh em yêu quý mình ấy, anh em cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhá. Và anh em có góp ý mình cái gì, em cứ để lại dưới phần bình luận, mình sẽ giải đáp anh em vào những video tiếp theo. Đó. Và cộng thêm cả việc là anh em mà muốn chơi con game tài xỉu thì nên là chơi. Link tới game mình có để dưới phần mô tả hoặc phần bình luận. Em tải game về và chơi nhá. Và đây là một game uy tín. Cho nên là anh em cứ yên tâm về một về mà tải game về mà chơi nhá. Mình cam kết cho anh em. Rồi chắc là mình cũng sẽ là cho rút ở đây thôi. Xin chào anh em nhá.